đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt. Năm vụ án bí ẩn. Sáng sớm khoảng mấy giờ chính xác? Lúc đó khoảng 5 giờ mấy. Thân mặc nguyên một bộ đồ đen, đội nón trùm đầu, bịt kính mít à? Cao hay thấp? Cao, to hơn em. Hiện trường để lại những chứng cứ gì? Miệng của nạn nhân không có chất dịch nhẹ. Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Dạ đúng vậy. Cả hai nạn nhân đều bị giết đã mất lượng. Hung thủ có hiệp khách từ trước với các nạn nhân. Vào lúc 17 giờ. Em đi rồi. Mọi chuyện sẽ được phơi bày vào ngày kỷ niệm của hắn. Đây là hài cốt của cô ta, nạn nhân mất tích 12 năm trước. Mình chia tay đi. Đừng bao giờ phản bội em. Em rất yêu anh, nhưng em cũng có thể giết anh. Hồ sơ tội ác phát sóng 17 giờ trên kênh SCTV4.